Diễm Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị đang đến với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Ngay sau đây là những thông tin mới nhất, nóng nhất và đáng chú ý diễn ra ở trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua. Trước khi bắt đầu vào nội dung bản tin thì xin mời tất cả quý vị hãy chia sẻ đoạn video này cùng với những người thân yêu của mình cập nhật những tin tức trong ngày quý vị nhé. Lũ lụt Trung Quốc gây lở đất nhấn chìm đường sắt sang Việt Nam. Đường sắt ở tỉnh Vân Nam dùng để chở hàng xuất khẩu sang Việt Nam đã bị nhấn chìm bởi đất đá và mưa lũ. Mưa lớn gây lở đất khiến một đoạn đường sắt ở tỉnh Vân Nam phải ngừng hoạt động. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, công ty đường sắt Côn Minh Trung Quốc cho biết trận lở đất ập vào ga La Hadi trên tuyến đường sắt Côn Minh Hà Khẩu vào khoảng 3 giờ 20 phút sáng ngày hôm kia. Bùn đất đã nhấn chìm một số đoàn tàu đậu tại nhà ga và làm gián đoạn liên lạc đường sắt. Tất cả 48 nhân viên và gia đình của họ tại nhà ga đã phải sơ tán, đồng thời một đoạn đường sắt phải ngừng hoạt động. Công ty đang huy động công nhân để sửa chữa đường sắt. Tuyến đường sắt này là nơi xử lý hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc sang Việt Nam. Hiện nay, các tuyến tàu hàng phải chuyển hướng sang một tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn khác. Hồi cuối năm 2017, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã khai trương tàu chở chuyên tuyến từ Hải Phòng đi Khai Viễn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và ngược lại. Mục tiêu là vận chuyển trên 1 triệu tấn hàng hóa trong năm 2018 trên tuyến vận tải đường sắt Côn Minh, Hà Khẩu, Lào Cai, Hải Phòng. Trong khi năm 2017 đạt khoảng 650.000 tấn. Hơn một tháng trước, mưa lớn cũng diễn ra liên tiếp tại tỉnh Vân Nam, khiến mực nước sông Bạch Thủy tại đây dâng cao 8,24m chỉ trong một đêm, gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng. Đập Tam Hiệp chuẩn bị đón lũ đợt 4. Theo dự báo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ đạt hơn 50.000 mét khối mỗi giây sau khi mưa lớn liên tục ập vào thượng nguồn sông Dương Tử. Hồ chứa đập Tam Hiệp đã xả nước 2 lần vào 2 ngày để chuẩn bị đón đợt lũ thứ tư trong năm nay. Hiện nước lũ đã dâng tới chân pho tượng Phật khổng lồ Dishanjang Buddha hay đại tượng Phật Lạc Sơn ở Tứ Xuyên, bức tượng Phật Tạng trong núi và đá lớn nhất và cao nhất thế giới, theo Taiwan News. Khu vực bị lũ lụt nặng nề nhất là thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Mi Sơn gần như đã ngập hoàn toàn trong nước lũ, khiến 21.000 người bị ảnh hưởng. Các làng mạc, thị trấn và đất đai nông nghiệp dọc sông Mân, chi lưu của sông Dương Tử cũng bị lụt trên diện rộng. Các tỉnh và thành phố dọc sông Dương Tử, bao gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc và Thiểm Tây, được yêu cầu phải tăng cường dự báo lũ lụt và cảnh báo sớm, đồng thời tập trung vào việc kiểm soát lũ ở các sông vừa và nhỏ. Mưa lớn tấn công lưu vực sông Hoàng Hà gây lũ lụt ở nhiều vùng của Trung Quốc. Sau trận lụt nghiêm trọng ở khu vực sông Trường Giang vào tháng 7, mưa lớn lại tiếp diễn ở khu vực sông Hoàng Hà, một tuyến đường thủy lớn khác của Trung Quốc. Hôm qua, một tòa nhà 646 năm tuổi ở thành phố Tây An đã bị sập một phần, khiến ít nhất 4 người bị thương. Thành phố Tây An thuộc phía Tây Trung Quốc và nằm ở vùng trung lưu của lưu vực sông Hoàng Hà. Nước lũ đã gây ra ngập lụt ở các thành phố và làng mạc tại các tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây và Hà Nam. Các tỉnh này cũng thuộc vùng trung lưu và hạ lưu vực sông Hoàng Hà. Đồng thời, các nhà chức trách lại cho xả lũ từ hạ lưu đến các vùng nông thôn của tỉnh Sơn Đông trên bờ biển phía đông. Ngày hôm nay, Bộ Ứng phó Khẩn cấp Trung Quốc MEM thông báo, khu vực thượng nguồn sông và khu vực Đông Bắc Trung Quốc sẽ phải hứng chịu những trận mưa bão lớn trong 3 ngày tới. Các khu vực phía Tây Nam Trung Quốc như Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu và Tây Tạng cũng sẽ có mưa lớn trong những ngày tới. Ngập lụt tại cả 3 sông chính. Ngày hôm kia, Bộ trưởng Thủy lợi Trung Quốc Ngạc Cánh Bình đã tổ chức một cuộc hội thảo tại Bắc Kinh để đánh giá tình hình lũ lụt với sự tham gia của Thứ trưởng Ye Yuanchun và các quan chức từ tỉnh An Huy, Giang Tô và Sơn Đông. Tại hội thảo, Bộ trưởng Ngạc nói với các quan chức từ các tỉnh rằng chính quyền địa phương cần hành động trước để xả nước từ sông và hồ vào các vùng nông thôn. Trong những tuần tới, chúng ta phải duy trì khả năng chứa nước của các hồ chứa để có thể chứa được nước lũ sắp đổ về. Khu vực hiện đang bị ngập lụt và khu vực thoát nước của sông Hoàng Hà, ông Ngạc cho biết. Ông Ngạc không cung cấp thông tin chi tiết về tình hình lũ lụt, nhưng cho biết các khu vực phía Tây Bắc bao gồm các tỉnh Thiểm Tây và Sơn Tây đang phải đối mặt với vấn nạn lở đất từ các vùng núi. Tuy lũ lụt trên sông Trường Giang đã giảm xuống, nhưng mực nước ở khu vực trung và hạ lưu của sông này vẫn cao hơn mức báo động, tức là có nguy cơ vỡ bờ kè, ông Ngạc phân tích.
Ngoài ra, mực nước của các hồ và sông tại lưu vực sông Hoài cao hơn nhiều so với mức báo động. Trong khi đó, dự báo sẽ có mưa to và bão trong 3 ngày tới tại khu vực này. Sông Hoàng Hà, ngày hôm qua trên một trang web thuộc MEM có thông tin rằng lũ lụt ở quận Loan An, Thiểm Tây đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 11 người mất tích. Mưa lớn khiến chính quyền phải cắt điện sinh hoạt, thông tin liên lạc, đường xá bị tắc. Hàng nghìn người buộc phải di dời. Tại thành phố Tây An, thủ phủ của Thiểm Tây, bức tường thành cao 10 mét của cung điện nhà Tần, nơi ở của một vị vua được xây dựng từ thời nhà Minh, đã bị sập trong trận mưa lớn. Bức tường thành này được xây vào năm 1374 và nằm ở trung tâm thành phố. Truyền thông địa phương Thiểm Tây đưa tin, gạch và bùn rơi từ bức tường thành chắn ngang con đường gần đó khiến 4 người qua đường bị thương và làm hư hỏng 3 chiếc ô tô con và một xe buýt. Hai hôm trước, một tòa nhà cao hơn 30 tầng đã bị sập ở thành phố Hàm Dương, Thiểm Tây. Các nhân viên cấp cứu phải sử dụng xuồng cao su để đưa các nạn nhân đến bệnh viện. Tuy các quan chức và hãng thông tấn truyền thông nội địa đưa rất ít thông tin về tình hình lũ lụt, những người dân địa phương đã đăng các thông tin lên trên mạng xã hội rằng lũ lụt đã làm ngập các thành phố và làng mạc ở tỉnh Thiểm Tây và tỉnh Cam Túc gần đó. Ngày 6 tháng 8, tại khu vực hạ lưu sông Hoàng Hà, chính quyền địa phương đã cho xả nước lũ từ hồ Đông Bình ở tỉnh Sơn Đông vào các vùng nông thôn, theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc. Các nhà chức trách cảnh báo rằng có thể xảy ra lũ lụt nghiêm trọng hơn nữa ở khu vực sông Hoàng Hà, ảnh hưởng đến các tỉnh Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam và Sơn Đông. Bão và lũ lụt nhấn chìm Trung Quốc, mưa lớn đe dọa đập Tam Hiệp. Những trận mưa như chút nước ở tỉnh Tứ Xuyên phía Tây Nam Trung Quốc, siêu đô thị Trùng Khánh và tỉnh Cam Túc gần đó đã khiến nhiều khu vực chìm trong nước lũ khi sông Trường Giang và một số phụ lưu của nó tràn qua. Mức độ trầm trọng của hậu quả từ các trận mưa bão đã khiến Bộ Thủy lợi Trung Quốc đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp, nằm trên thượng nguồn sông Trường Giang. Theo thông tin của cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã, lưu lượng nước tràn vào đập Tam Hiệp dự kiến đạt hơn 74.000 m3 trên giây vào sáng ngày hôm nay, mức cao nhất kể từ khi con đập Tam Hiệp đi vào vận hành hồi năm 2003. Tổ chức tư vấn quỹ di sản có trụ sở tại Hoa Kỳ đã cảnh báo vào đầu tháng 8 rằng lũ lụt quá mức sẽ càng làm gia tăng áp lực cho các con đập nằm ở thượng nguồn sông Trường Giang. Nếu đập Tam Hiệp vỡ, nhóm nghiên cứu cho biết dòng nước khổng lồ sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người sống ở hạ lưu, làm ngập lụt các thành phố bao gồm Vũ Hán và xóa sổ các khu đất trồng trọt rộng lớn. Trong khi đó, Trung Quốc hiện đang đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực. Tại tỉnh Tứ Xuyên, chính quyền địa phương đã nâng mức cảnh báo phản ứng kiểm soát mưa lũ lên mức cao nhất cấp 1 trong hệ thống 4 cấp của Trung Quốc, một ngày sau khi đã nâng từ cấp 3 lên cấp 2 theo Tân Hoa Xã. Mưa lũ liên tục đã buộc chính quyền địa phương phải sơ tán hơn 100.000 người, một số người trong số họ là cư dân thành phố Nha An. Trước đó, những cư dân này đã phải chạy trốn sau khi xảy ra vỡ đê ở Nha An. Cũng tại tỉnh Tứ Xuyên, tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn, bức tượng cao 71m được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thiên nhiên thế giới, đã bị nước lũ phủ kín các ngón chân, theo báo chí nhà nước Trung Quốc. Thành phố Trùng Khánh đã nâng mức kiểm soát lũ lụt lên cấp độ 1 kể từ chiều hôm qua vì nước lũ cục bộ và lở đất đã ảnh hưởng đến hơn 100.000 người ở 31 quận và huyện. Tại tỉnh Cam Túc ở phía đông bắc của tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Long Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, hơn 300 ngôi nhà của khoảng 1.300 cư dân ở huyện Wen nằm ở phía nam Long Nam đã bị vùi lấp từ một trận lở đất do lũ lụt gây ra. Trung Quốc đã phải vật lộn với những trận mưa lớn kể từ tháng 6. Lũ lụt gây ảnh hưởng đến ít nhất 54,8 triệu người ở 27 tỉnh và khu vực, theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc. Nhưng một số cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ nghi ngờ về dữ liệu của giới chức và tin rằng con số thương vong thực sự sẽ cao hơn nhiều. Cũng trong ngày hôm qua, lần đầu tiên kể từ đầu mùa lũ năm nay, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm những người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở tỉnh An Huy thuộc miền đông Trung Quốc. Trong khi lũ lụt tiếp tục tàn phá phần lớn Trung Quốc, bão Hygot đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông miền Nam Trung Quốc vào khoảng 6 giờ sáng theo giờ địa phương, theo Tân Hoa Xã. Các tỉnh lân cận như Hải Nam và Quảng Tây cũng đã được dự báo sẽ có mưa lớn. Văn phòng giáo dục ở hai thành phố Chu Hải, Quảng Đông đã ra lệnh cho các trường nghỉ học, trong khi nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Bạch Viên, Quảng Châu đã bị hủy. Người dân Trung Quốc bị ảnh hưởng vì lũ lụt.
Cư dân ở những khu vực bị lũ lụt này đã chia sẻ câu chuyện của họ với The Epoch Times tiếng Trung. Ông Lee, một cư dân ở huyện Kim Đường thuộc tỉnh Tứ Xuyên cho biết, lũ lụt ở khu vực của ông không phải do mưa lớn mà do nước xả từ thượng nguồn tràn ra từ sông Đà Giang gần đó. Đây vốn là một nhánh sông của Trường Giang. Ông cũng nói thêm rằng, khu vực của ông ấy bắt đầu bị lụt và nước không hề rút bớt cho đến 2 ngày sau đó. Ông Su, một người dân ở thành phố Thành Đô thuộc phủ tỉnh Tứ Xuyên cho biết, nước mưa ở đây dâng cao khoảng 1,2 mét đã nhấn chìm ngôi nhà một tầng của ông. Ông ấy cho biết nhiều đồ nội thất cũng như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa bị hư hỏng do bị ngập nước. Ngoài ra, một số gà, vịt và thỏ mà ông nuôi cũng bị chết đuối. Ông Su ước tính tổng thiệt hại tài sản của mình có thể vào khoảng 20.000 đến 30.000 nhân dân tệ. Ông nói, nhà ông bị mất điện khi mực nước bắt đầu dâng cao. Nguồn điện đã được khôi phục nhưng nước đã bị mất vào khoảng 6 giờ chiều theo giờ địa phương. Người này cũng nói thêm rằng, ba ngôi làng gần nơi ông sống cũng đang bị ngập lụt. Cư dân ở quận Ôn của tỉnh Cam Túc cho biết họ không thể trở về nhà do lũ lụt. Một người dân nói rằng, thị trấn Bích Khẩu, quê nhà của ông đã bị ngập hoàn toàn trong nước dâng cao lên đến khoảng 2 tầng lầu vào khoảng 6 giờ chiều giờ địa phương trong ngày hôm qua. Ông ấy không nhắc khi nào mình có thể về nhà. Cũng sống ở trấn Bích Khẩu, một chủ trang trại cho biết đường cao tốc địa phương đã bị đóng cửa do lở đất, đồng thời các phương tiện giao thông công cộng địa phương cũng không hoạt động. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin của chúng tôi ngày hôm nay được phát sóng trên kênh tin tức tổng hợp tin mới nhất. Mọi ý kiến đóng góp về chương trình xin mời tất cả quý vị để lại dưới phần comment hoặc là gửi email cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng giải đáp. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh cùng với ban biên tập chương trình xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.